Hơi thở cuộc sống xin được tiếp tục với những tin tức trong nước đáng chú ý khác, thưa quý vị khán giả. Mới đây, trong cuộc họp mới nhất diễn ra vào chiều ngày 22 tháng 2 ngày hôm qua, đại diện ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cho hay sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét ngừng việc học trực tiếp nếu mỗi ngày vẫn có hơn 100 trẻ mắc COVID-19 và có triệu chứng nặng. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trong tuần qua, thành phố ghi nhận tới 7.505 ca nhiễm trong trường học, gồm có 706 giáo viên và 6.799 học sinh. Nếu tính từ ngày 14 tháng 2 đến nay, số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tăng cao hơn gấp 3 lần so với tuần trước đó. Ngoài ra, số trường học phát sinh ca nhiễm cũng tăng từ 117 lên 201 trường. Vì thế, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét tạm ngưng việc học trực tiếp khi số ca trẻ mắc COVID-19 có triệu chứng nặng cần hỗ trợ hô hấp là trên 100 ca một ngày. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng cường các biện pháp ứng phó với tình hình dịch COVID-19 ở trẻ em, tập huấn cho hệ thống y tế và giáo viên nhận biết các dấu hiệu cần báo cho nhân viên y tế, xử lý ban đầu, quy trình xử lý F0 trong trường học và sẵn sàng triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi.